Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp có thể đã mở toàn bộ cửa xả lũ từ sớm. Trong bối cảnh mưa lớn trút xuống nhiều khu vực rộng lớn của Trung Quốc, trong một bài viết đăng tải trên India Today, đại tá về hưu Vinayak Bahat của Ấn Độ vừa qua đã cung cấp các phân tích liên quan tới ảnh vệ tinh chụp khu vực đập Tam Hiệp. Ông Vinayak đặt ra giả thuyết rằng công trình này có thể đã xả lũ từ sớm trước khi Trung Quốc thông báo chính thức. Theo ông Vinayak, ông cũng đã dùng hình ảnh vệ tinh từ nhà cung cấp ảnh nguồn mở Sentinel và Google Earth. Hôm qua, Trung Quốc cho hay đập Tam Hiệp đã mở hai cửa xả lũ vào buổi sáng và khẳng định đây là hoạt động xả lũ đầu tiên cho năm nay của công trình trên. Tuy nhiên, ông Vinayak dựa vào các bức ảnh vệ tinh đã chỉ ra rằng nước dường như đã được xả ra từ ít nhất 5 cổng xả lũ lớn và 5 cổng xả lũ nhỏ vào ngày hôm qua. Trong khi đó, trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát đi cảnh báo lũ đầu tiên trong 80 năm đối với sông Kuyang, một nhánh của sông Dương Tử. Trong hai ngày vừa qua, một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thành phố Nghi Sương Hồ Bắc nằm dưới đập Tam Hiệp dường như đã bị lũ lụt. Dư luận lúc này xuất hiện giả thuyết rằng lũ lụt là kết quả việc mở cửa xả lũ quy mô lớn để làm giảm áp lực lên đập Tam Hiệp. Hôm nay, kênh CGTN của Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ vào một ngày trước đó. CGTN cũng cho hay tốc độ dòng chảy lũ vào đạt 50 m³/giây. Trong khi tốc độ dòng chảy ra đạt mức trung bình ngày là 35 m³/giây, điều này được cho là giảm 30% lưu lượng đỉnh của sông Dương Tử, làm giảm áp lực một cách hiệu quả với việc kiểm soát lũ ở khu vực trung lưu và hạ lưu sông. Tuy nhiên, theo ông Vinayak, một ảnh vệ tinh chụp vừa qua cho thấy dường như toàn bộ các cửa xả lũ của con đập có thể đã được mở. Mưa lớn và lũ lụt đang làm ảnh hưởng tới hàng chục triệu người Trung Quốc, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ về mặt kinh tế. Khoảng 140 người đã thiệt mạng hoặc mất tích vì lũ lụt tại Trung Quốc, theo số liệu chính thức. Trung Quốc vỡ đập thủy điện. Quý vị thân mến, các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua cho thấy nước lũ đã gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành, đe dọa cả đập thủy điện Tam Hiệp khổng lồ. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Trung Quốc đã lên tiếng khuyến cáo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử chuẩn bị sẵn sàng việc sơ tán khi lượng mưa ở các tỉnh miền Nam được cho là gây ra đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 80 năm. Theo đó, mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp được ghi nhận lũ lên cao nhất kể từ năm 1940 và báo động đỏ về lũ lụt ở vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử. Nhà thủy văn học nổi tiếng Trung Quốc Wang Weilu thậm chí đã đặt dấu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đồng thời cảnh báo nó có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Mùa mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc năm nay bắt đầu từ tháng 6 đến nay đã làm hơn 7.300 ngôi nhà bị ảnh hưởng và đảo lộn cuộc sống của gần 8 triệu người. Thiệt hại kinh tế theo ước tính của giới chức địa phương là 20,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây đều đang hứng chịu đợt mưa lũ tồi tệ nhất. Các trận mưa kéo dài nhiều ngày qua đã làm dấy lên mối lo ngại trong dân chúng về nguy cơ vỡ đập dự án thủy điện lớn nhất thế giới. Theo các nguồn tin riêng, mặc dù chính phủ Trung Quốc cam kết đảm bảo con đập có cấu trúc tốt, nhưng ông Wang tuyên bố điều này là thiếu cơ sở và cấu trúc của nó không ổn định như nhiều người nghĩ. Theo ông Wang, do việc thiết kế, xây dựng và đánh giá chất lượng đập Tam Hiệp đều được thực hiện bởi một nhóm người và dự án đã hoàn thành quá nhanh chính là điều lo lắng. Vị chuyên gia này còn cho biết, ngay cả Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Diệp Kiến Xuân cũng từng thừa nhận điều này tại cuộc họp báo vừa qua. Mực nước tại ít nhất 148 con sông trong nước đã tăng lên trên ngưỡng cảnh báo là một chỉ dấu chứng tỏ đập Tam Hiệp cũng đã tới hạn ảnh hưởng về khả năng kiểm soát nước lũ.
cách nay một năm cũng từng xuất hiện những hình ảnh cho thấy thân đập bị cong vênh, thậm chí là cả những vết nứt nghiêm trọng do bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông Wang cho rằng nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ gây hậu quả thảm khốc cho người dân cư trú ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp mới đây, vị chuyên gia thủy lợi Trung Quốc cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng tại hồ chứa này. Ông Wang cho hay, các tiếng nói khoa học bày tỏ sự thật đã bị giới chức hình sự hóa, dẫn đến một xã hội không có phản biện. Theo báo cáo của tập đoàn CNTV, hiện mực nước bên trong đập Tam Hiệp vẫn đang tiếp tục tăng lên và cao hơn 2 mét so với mức ngăn lũ. Mưa lớn bất thường, quân đội Trung Quốc cảnh báo vỡ đập. Thưa quý vị, hiện nay một con đập tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào sau khi bị hư hại nghiêm trọng bởi những cơn mưa xối xả trút xuống và gây nhiều thiệt hại cho tỉnh này. Vào tối qua, theo giờ địa phương, đơn vị địa phương thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đưa ra cảnh báo, trận mưa như chút nước đã gây ra vết vỡ dài 20m ở đập Yehetan ở Lạc Dương, thành phố có khoảng 7 triệu dân, nằm ở phía tây tỉnh Hà Nam, gây ra nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vừa qua, một vết nứt dài đã xuất hiện trên con đập Yehetan. Con đập có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, PLA viết trong một tuyên bố. PLA cho biết họ đã cử binh sĩ đến khu vực này nhằm đưa ra các ứng phó khẩn cấp, AFP đưa tin. Cơ quan thời tiết nước này đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với tỉnh Hà Nam vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều hoạt động trên diện rộng. Nhiều người đã phải sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Đây là lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận trong vòng hơn 60 năm qua tại thành phố này, với lượng mưa trung bình 3 ngày qua bằng cả một năm tại Lạc Dương. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Mối đe dọa này tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ, một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và đê đã chặn dòng nước chảy giữa sông với các hồ lân cận, phá vỡ các bãi bồi giúp hấp thụ phần nào nước dâng vào mùa hè. Tại thành phố Trịnh Châu gần đó, ít nhất một người chết và hai người khác mất tích kể từ khi mưa lớn bắt đầu trút xuống. Kính thưa quý vị, vừa qua Trung Quốc đã đồng loạt nâng mức phản ứng khẩn cấp với lũ lụt trên sông Trường Giang và các phụ lưu lên mức cao chưa từng có do mưa lớn trong nhiều ngày qua. Mực nước ở sông Trường Giang, con sông lớn nhất Trung Quốc, và một số nhánh của con sông này đã dâng lên mức nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn. Hàng chục nghìn người phải rời khỏi nhà cửa và Trung Quốc đã phải kích hoạt mức phản ứng khẩn cấp với lũ lụt chưa từng có. Theo Reuters cho biết, lượng mưa nhiều bất thường trong mùa lũ này. Các khu vực phía Tây Nam và Trung Tâm tại lưu vực sông Trường Giang phải chống chịu với áp lực lớn từ lũ lụt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm qua cho biết mực nước ở 38 phụ lưu trên thượng nguồn sông Trường Giang hiện cao hơn mức cảnh báo nguy hiểm. Tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam, nơi có một phần thượng nguồn chính của sông Trường Giang, đã nâng mức phản ứng khẩn cấp với lũ lụt lên mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên tỉnh này làm như vậy. Nước ở các con sông đã tràn bờ, làm các làng mạc và đất trồng bị ngập. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Tứ Xuyên cho biết sông Thanh Y, một nhánh trên thượng lưu của sông Trường Giang, đã trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua. Thành phố Nha An của Tứ Xuyên buộc phải sơ tán hơn 36.000 người khi nước sông tràn khỏi bờ hôm qua. Các quan chức cho biết lượng mưa ghi nhận tại lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Có tới 634 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo lũ. Vào tuần trước, 63 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trung Quốc, cao hơn 12,7% so với mức trung bình trong 5 năm qua. Ông Yu Wenshen, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết. Ông Yu nói thêm rằng thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 179 tỷ nhân dân tệ, tương đương 25,82 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Quý vị thân mến, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 49 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Theo Daily Mail, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở đất và lũ lụt kinh hoàng ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân ở khu vực miền Nam nước này. Hơn 4,5 triệu người dân ở 8 tỉnh miền Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do những trận mưa lũ từ đầu tháng, nguồn tin cho hay. Được biết, một số khu vực ngập sâu tới 2 mét.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 49 người thiệt mạng, 14 người khác vẫn mất tích, trong khi 300.000 người phải sơ tán, 7.000 ngôi nhà bị sập và hàng chục nghìn ngôi nhà khác bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ người dân sơ tán tới nơi an toàn, phân phát nhu yếu phẩm tại những khu vực bị ảnh hưởng và tiếp tục tìm các nạn nhân mất tích trong đợt mưa lũ này. Các nhà chức trách đã ước tính, trận lũ lụt đã tàn phá 31.000 hecta mùa màng, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, một quan chức cho biết 6,75 triệu người ở 22 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, trong khi 83 người thiệt mạng và mất tích kể từ mùa mưa lũ bắt đầu cho năm nay. China Daily đưa tin, tại Quảng Tây, 20.000 hộ gia đình đã bị cắt điện, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Lượng mưa ở Giang Tây đo được lên tới 690mm, lượng mưa tại một số khu vực tỉnh này đạt mức cao kỷ lục. Giới chức cảnh báo những trận mưa lũ vẫn tiếp diễn và các con sông nhỏ có thể tràn bờ trong những ngày tới. Lực lượng cứu hộ bế các em nhỏ ra khỏi khu vực ngập lụt ở Cát An, tỉnh Giang Tây. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.